Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc và Ukraine thông báo các bên đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm 120 ngày nhằm tạo thuận lợi cho Kiev và Moscow xuất khẩu nông sản, phân bón. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 17 tháng 11 thông báo các bên liên quan đã đồng thuận để tiếp tục gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc, thực phẩm và phân bón từ Ukraine một cách an toàn. Ông Guterres cũng khẳng định Liên Hợp Quốc hoàn toàn cam kết loại bỏ những trở ngại còn lại đối với hoạt động xuất khẩu thực phẩm và phân bón từ Liên bang Nga. Đây là phần mà Nga coi là quan trọng trong sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Trong khi đó, Bộ Hạ tầng Ukraine cho biết, thỏa thuận ngũ cốc sẽ được gia hạn thêm 120 ngày, ca ngợi đây là bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống khủng hoảng lương thực toàn cầu. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên còn lại tham gia sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, chưa bình luận gì về thông tin. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 17 tháng 11 đã hối thúc các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC cùng nhau thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững trước những thách thức toàn cầu. Tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2022 tổ chức tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết các ưu tiên của APEC được định hướng theo sáng kiến kinh tế sinh học, tuần hoàn, xanh mà Thái Lan đã đưa ra như một chiến lược phục hồi sau COVID-19 và một kế hoạch chi tiết cho tăng trưởng dài hạn cân bằng, bền vững và toàn diện hơn. Ông Prayut nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của khu vực tư nhân trong quá trình này, đồng thời liệt kê 3 lĩnh vực mà chính phủ và doanh nghiệp có thể hợp tác chặt chẽ với nhau, gồm thúc đẩy bền vững, tăng trưởng bao trùm và sau cùng là số hóa. Bộ các vấn đề toàn cầu của Canada thông báo nước này quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. Đây là gói trừng phạt thứ 5 mà Canada thực hiện đối với Iran trong năm nay, nhằm vào 6 cá nhân và 2 doanh nghiệp. Trong số 6 cá nhân bị áp lệnh trừng phạt có trưởng nhóm cố vấn quân sự cho lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy các đơn vị máy bay không người lái UAV Iran. Cùng ngày, Mỹ cũng thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với các cá nhân, các nhân viên cao cấp của một cơ quan truyền thông nhà nước Iran. 6 nhân viên cấp cao của đài phát thanh truyền hình Iran bị đưa vào danh sách trừng phạt. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài, nhiều công ty Đức phải đối mặt với lựa chọn khó khăn là đóng cửa hoặc chuyển địa điểm khác. Nếu không có sự cứu trợ, cơn ác mộng vào năm 2023 và sau đó có thể xuất hiện trong ngành công nghiệp nặng của Đức, ngành không chỉ tạo nền tảng cho nền kinh tế dẫn đầu về xuất khẩu mà còn có mối liên hệ chặt chẽ với hàng nghìn nhà cung cấp ở các nước láng giềng EU như Czech, Slovakia. Đối với những nước này và phần còn lại của nền kinh tế EU, hậu quả của quá trình phi công nghiệp hóa trong nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể là thảm khốc. Tập đoàn hóa chất khổng lồ BASF của Đức thông báo vào cuối tháng 10 rằng họ sẽ giảm hoạt động ở châu Âu để đối phó với chi phí năng lượng tăng cao. Liệu đây có phải là sự khởi đầu của cuộc khủng hoảng đối với ngành công nghiệp Đức? Rõ ràng là một viễn cảnh đen tối hơn đang hiện hữu ở phía trước. Vì giá năng lượng cao và nguồn dự trữ khí đốt giảm dần có thể gây ra làn sóng ngừng hoạt động của các công ty tầm trung không thể vượt qua cơn bão, trong khi các công ty lớn hơn có tiềm lực tài chính tốt hơn muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh an toàn hơn ở các quốc gia khác. Khi chúng ta nhìn lại cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại trong 10 năm tới, chúng ta có thể coi thời điểm này là giai đoạn khởi đầu cho quá trình phi công nghiệp hóa ngày càng tăng ở Đức. Sau khi BASF, một trụ cột của ngành công nghiệp Đức được thành lập cách đây gần 160 năm, thông báo cắt giảm hoạt động của mình ở châu Âu, thì những công ty khác dự kiến cũng sẽ làm điều tương tự. Có một dự báo cơ bản rằng nhiều hoạt động sản xuất tiêu thụ năng lượng cao, đặc biệt là trong hóa chất và dược phẩm, sẽ chuyển sang các địa điểm khác. Trong khi BASF là một nhà tiêu thụ năng lượng khổng lồ, thì các công ty dược phẩm và nhà sản xuất cũng là những nhà tiêu dùng năng lượng lớn và họ có thể sẽ tìm đến những nơi khác có giá năng lượng rẻ hơn. Trên thực tế, khoảng 9% công ty trong Mittelstand, khu công nghiệp vừa và nhỏ nổi tiếng của Đức, đang xem xét nghiêm túc việc chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài, tăng so với 6% vài tháng trước. Ngược lại, những công ty cửa hàng thiếu khả năng tài chính để di rời có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cửa. Hiện tại, nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn đang trụ vững. Tuy nhiên, kinh tế Đức phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga so với hầu hết các nước láng giềng và không có lựa chọn thay thế dễ dàng nào để tiếp cận. Trong khi đó, có rất ít hy vọng rằng giá xăng sẽ sớm giảm trở lại mức trước đại dịch COVID-19 bất cứ lúc nào. Giá cả duy trì ở mức cao càng lâu thì mọi thứ càng khó khăn hơn đối với các ngành công nghiệp.
Mùa đông này sẽ khó khăn, nhưng mùa đông năm 2023 còn có thể tồi tệ hơn. Khi mùa đông này qua đi, các kho dự trữ sẽ ở mức khá thấp và Đức sẽ gặp khó khăn hơn nhiều trong năm tới so với năm nay để nạp đầy các bể chứa mà không có dòng khí đốt đáng kể của Nga, đặc biệt là nếu nhu cầu từ Trung Quốc tăng trở lại, mua nhiều khí lỏng hơn từ thị trường toàn cầu. Không chỉ là chi phí năng lượng đang tăng cao, mà việc phi toàn cầu hóa và tách rời khỏi Trung Quốc có thể vẫn là một cơn gió ngược trong nhiều năm tới. Nền kinh tế Đức có thể sẽ trải qua nhiều năm hoạt động kém hiệu quả so với nhiều quốc gia cùng ngành ở châu Âu, vì nó phải tự tái tạo lại chính mình. Tuy nhiên, nhiều người Đức cho rằng chính cuộc khủng hoảng năng lượng đã thức tỉnh quốc gia này về tình trạng quá phụ thuộc vào năng lượng Nga. Họ tin những nỗi đau mà Đức phải gánh chịu trong quá trình loại bỏ năng lượng Nga sẽ được bù đắp trong trung hạn khi các công ty trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn về năng lượng. Ngày 17 tháng 11, một phà chở 236 hành khách và 35 thành viên thủy thủ đoàn đã bốc cháy ở eo biển Bali của Indonesia, cách bãi biển Karangasem khoảng 1,5 km. Hàng chục người, trong đó có cả ngư dân địa phương, đã tham gia vào nỗ lực giải cứu người gặp nạn trên chiếc phà bốc cháy, đưa sang các tàu hải quân. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Chiếc phà gặp nạn đang di chuyển từ thị trấn Ketapang ở Đông Java tới cảng Lemba ở tỉnh Tây Nusa Tenggara. Phà là phương tiện di chuyển thường được sử dụng ở Indonesia, quốc gia có hơn 17.000 hòn đảo ở Đông Nam Á này. Nguyên nhân tai nạn thường là chở quá tải hoặc không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn. Bất chấp việc Mỹ rơi vào tình trạng lạm phát tồi tệ nhất trong 40 năm qua và giá xăng cao kỷ lục, chi tiêu tiêu dùng ở nước này gia tăng mạnh mẽ trong phần lớn thời gian từ đầu năm đến nay. Theo Cục Điều tra Dân số Mỹ, doanh số bán lẻ tại nước này đã tăng 1,3% trong tháng 10 vừa qua. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 2 năm nay và cao hơn mức 1% mà các nhà kinh tế dự đoán. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán lẻ trong tháng 10 tăng tới 8,3%, thấp hơn chút ít so với mức tăng 8,6% của tháng 9 vừa qua. Người tiêu dùng Mỹ chi tiêu nhiều cho các mặt hàng như ô tô, đồ nội thất, hàng tạp hóa và khí đốt, nhưng lại giảm chi tiêu cho đồ điện tử, thiết bị gia dụng hay đồ dùng thể thao. Số liệu cho thấy người tiêu dùng Mỹ vẫn đang giải tỏa cơn khát mua sắm bị dồn nén lâu nay, mà nguyên nhân chủ yếu do đại dịch COVID-19. Hôm nay, 17 tháng 11, hơn 500.000 học sinh Hàn Quốc đã tham dự kỳ thi năng lực quốc gia hàng năm để lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Tổng cộng có 508.030 học sinh trung học phổ thông, học sinh tốt nghiệp và những đối tượng khác đã đăng ký tham gia kỳ thi năng lực quốc gia để xét vào đại học, cao đẳng tại 1.370 điểm thi trên cả Hàn Quốc. Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong năm ở quốc gia Đông Á. Kỳ thi kéo dài 9 tiếng với tổng cộng 5 môn thi. Cũng giống như 2 năm trước, các phòng thi và địa điểm thi riêng biệt đã được dành riêng cho các học sinh có triệu chứng mắc COVID-19 và đang bị cách ly. Học sinh mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện sẽ thi tại phòng bệnh. Thí sinh dự thi phải mang theo nước, đồ ăn trưa và cũng không được phép tụ tập nói chuyện trong giờ nghỉ giải lao. Kết quả thi sẽ là căn cứ để các học sinh chọn trường đại học hoặc cao đẳng và mở ra con đường cho sự nghiệp trong tương lai. Chính vì thế, không chỉ học sinh mà cả phụ huynh Hàn Quốc cũng thường cảm thấy rất áp lực trước sự kiện này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.